Thủ sẽ còn hit. Yosuke Yu Minh An. 2 điểm được tính cho Yu Minh An. Minh là người giơ tay để nhận lỗi. 2 điểm đầu tiên của Taro Vidal cho Đà Nẵng Dragon. Bỏ kiếm bản Yosuke và ném bà rất chính xác của Yosuke đối với Taro Vidal. Nguyễn Hoàng Tuấn mà đổ không thành công. Bây giờ là cơ hội dành cho Yu Minh An. Rất dễ dàng để mang về thêm 2 điểm cho Sài Gòn Heat. Đây là Nguyễn Văn Hùng. Đủ lên chỗ để mang về 2 điểm cho Đà Nẵng Dragons của Nguyễn Văn Hùng. Cắt cầu ở bên này. Yosuke bắn rổ 3 điểm. Lại thêm một pha bắn bàn chuẩn xác nữa của Yosuke. Cái điểm của mình. Như bên này. Bắn bà quá thoải mái, không ai ra kèm, không ai cản phá và quá dễ dàng cho Yu Minh An. Thuộc về Sài Gòn ít. Kim Jae-su. Yosuke. Một tình huống mà Taylor Williams đã lùi về rất chậm. Hiểu ý nhau và cái đường luân chuyển bóng rất là nhuần nhuyễn. Giống như các tay truyền hai ở môn bóng chuyền. Rồi là nỗ lực thực hiện qua ghi điểm chiếu đổ thành công của Taylor Williams. Yosuke. Đã bóng ra ngoài, lại thêm một pha phối hợp rất ăn ý nữa. Đúng là chúng ta đang được thấy những nét mới ở trong chiến thuật của Đà Nẵng Dragons khi mà vừa rồi là cú đá bà rất tốt của Chris Decker để theo kèm những cầu thủ của đối phương. Với bóng vào cây trung bình chính xác của Nguyễn Hoàng Phú Bình. Cầu thủ Sài Gòn đang chạy bài. Yosuke. Vẫn là Yosuke quyết định đánh thẳng vào bảng rổ và 2 điểm cho Yosuke. Cú sau mới ở những trận đấu trước anh từng đánh sâu vào dưới rổ của đối phương. Để Hoàng Minh thực hiện pha đá bà thành công. Rất nhanh cho các cầu thủ Sài Gòn Heat. Quá đơn giản để Yu Minh An kèm được pha bắn rổ ở cự ly trung bình. Yosuke bóng với tay của Yu Minh An và đó lại là một pha ném bà thành công. Và Trần Đăng Hiển đã để mất bóng. Đây là Yu Minh An. Yosuke và xử lý rất kỹ thuật. 2 điểm cho Sài Gòn Heat. Ra ngồi nghỉ trên băng ghế dự bị. Việc sử dụng kim vèo rõ ràng là rất hiệu quả ở trong những pha phòng thủ ở khu vực dưới rổ. Tuấn Nhỏ bắn ba. Vẫn chưa có tình huống bắn ba thành công của Tuấn Nhỏ nhưng ngay lập tức thì Taro Vidal đã phát huy sức mạnh. Nguyễn Văn Hùng. Thành lỗ không thành công. Yosuke. Tình huống lên rổ thành công của Lê Quang mang về 2 điểm nữa cho Sài Gòn Heat. Các bạn bộ của Đà Nẵng Dragons đang chờ đợi sự tỏa sáng. Anh đã để mất bóng rồi, mất bóng về tay của Tristan Yuzan. Cơ hội phản công. Taro, Taro Vidal, anh đã bị double team đường truyền cho Triệu Hoàng Minh. Và bắn qua chuẩn xác của lão tướng Triệu Hoàng Minh. Đây là Nguyễn Văn Hùng. Tình huống lên rổ thành công để mang về 2 điểm nữa cho Đà Nẵng Dragons. Taro Vidal không còn là điểm đến ở trong những đường truyền đánh vào một chiếu rổ nữa. Nỗ lực để lên rổ thành công của Team Well. Đây là Mai Phúc Thịnh. Tình huống ghi điểm là của Chris Decker. Chris Decker. Tiếp tục là Chris Decker. Và rổ thành công. Chris Decker đã xử lý rất hay ở trong pha bóng này. Ở khu vực 3 giây là rất tuyệt vời. Pha bắn rổ 3 điểm của Chris Yuzan. Đây là Triệu Hoàng Minh, Mai Phúc Thịnh, Nguyễn Văn Hùng. Quân bóng chính xác của Nguyễn Văn Hùng. Rồi. Lê Quang bắn bà quá thoải mái, không có gặp bất kỳ sự truy cản nào. Gia tăng cách biệt cho Sài Gòn Heat. Cách biệt lúc này đã là 17 điểm rồi. Tyro. Quá dễ để Tyro thực hiện một pha đánh dưới rổ. Các cầu thủ vào sân từ băng ghế dự bị của Sài Gòn Heat đều đã lập công. Tiếp tục là pha bắn ba của Lê Hoàng. Lại thêm một pha bắn cháy rổ nữa của Lê Hoàng. Bóng không đến được tay của Taro Vidal. Đây là rất dễ dàng, rất chút đi. Trong khi 5 cái thi đấu trên sân của Sài Gòn Heat là rất dễ dàng, bỏ kim bản. Nguyễn Hoàng Phú Bình, Yosuke và Dương Minh An.
Tyro William. Phú Bình đã không thể cản được Tyro William ở trong đũa này. Đó là cầu thủ tài bóng vừa rồi không thành công của Joski, và bây giờ là cơ hội cho các cầu thủ Đà Nẵng Dragon nỗ lực và rất đáng khen lão tướng Triệu Hán Minh. Đây là Nguyễn Văn Hùng. Nguyễn Văn Hùng đã ghi điểm dù anh bị Joski theo rất sát ở từ đũa đó. 13 điểm Triệu Hán Minh. Pha đổ thành công của Triệu Hán Minh. Tân Anh đã lấy lại được bóng rồi. Còn 2 giây bắn rổ thôi. Chris Decker. Như vậy và bắn 3 điểm của Chris Decker. Làm gì đây? Anh cũng truyền bóng cho Phú Vinh nhưng không thành công. Triệu Hán Minh. 2 điểm nữa cho Triệu Hán Minh. Kim Jisoo đánh thẳng vào dưới rổ. Đang trả bóng lại cho Susan. Bắn rổ 3 điểm. Quá tuyệt vời. Trần Minh Tâm có thể thực hiện một pha ném bà rất chính xác. Trần Minh Tâm tiếp tục thực hiện một pha ném bà, lần này thì cũng dội rổ rồi. Triệu Hắc Minh ném bóng và lần này thành công, thêm 2 điểm cho Đà Nẵng Dragons. Cú ném bóng ở từ Trung Bình và từ bên ngoài một cung 3 điểm. Bóng mới thực hiện đến tay của Tyler Miller. Đang là các cầu thủ Sài Gòn hết liên quan thực hiện pha ném bà không thành công. Đã có sự xuất hiện của Yosuke. Chris Decker làm động tác giả và quá dễ dàng để vượt qua sự truy cản của Susan và ghi 2 điểm. Phú Vinh và truyền bóng bật đất của Phú Vinh cho Yosuke. 2 điểm được tính và sẽ có thêm một tình huống đem phạt cho ngoại binh của Sài Gòn Kiếp, Triệu Hán Minh. Đường truyền rất tốt cho Nguyễn Văn Hùng. Và lần này thì anh đã quá dễ dàng để thực hiện. Tyro William, Nguyễn Văn Hùng. Đáng tiếc Nguyễn Văn Hùng đã lại bỏ lỡ cơ hội. Nhưng sau đó thì Chris Decker đã rebound và đưa được quả bóng ra vào trong rổ. Và có những lúc đã thêm khoảng cách với Sèo Hiến xuống còn có 7 điểm. Bản thân tôi lúc đó cũng đã hy vọng vào một cuộc lộ ngược dòng của Đà Nẵng Dragon. Vẫn đang là các thủ Đà Nẵng Dragon. Tyro William. Chiếc bắn của Tyro William sẽ đánh thẳng vào dưới rổ và Triệu Hán Minh không thể. Nhưng anh đã phạm 4 lỗi tay nhật. Susan. Đường chuyền của Susan cho Phú Vinh và Phú Vinh không cần bật nhảy. Cùng với Đà Nẵng Dragon không có nhiều. Mình ngày hôm nay cũng chưa thực sự đáp ứng được sự mong chờ của Ban Thập Bộ. Thêm một pha úp rổ rất mạnh mẽ nữa của Yosuke. Nhiều tấn công của Đà Nẵng Dragon và Tyro William. 2 điểm nữa cho Đà Nẵng Dragon. Trần Đăng Hiển, Chris Decker, Tyro William vẫn có thể ghi được điểm trước sự theo kèm của Nguyễn Huỳnh Phú Bình. Đưa ra đột phá. Chiếc bèo đã rời vào rất tốt. Yosuke bắn 3, quá tuyệt vời. Triệu Hán Minh. Quân Thánh Tâm thực hiện pha đá bóng ở vị trí rất chống chạy. Khao khát có được những điểm số đầu tiên nhất. Pha được đổ rất dễ dàng của Chris Duyang. Cầu thủ hai đội và thành tích sẽ đóng góp 1 triệu đồng vào quỹ học bổng dành cho các học sinh nghèo hiếu học của dừng các tình huống chung. Cuối cùng dưới bên An, Nguyễn Văn Vũ Bình của ném bóng bất cờ liên trung bình không bỏ lỡ. Nguyễn Văn Vũ Bình sẽ không bỏ lỡ trong những tình huống ném bóng kiểu như vậy. Thua nhưng đây vẫn có thể xem là một màn trình diễn tốt của Đà Nẵng Dragons với sự xuất hiện của tân binh Tyro Williams.